khoái, thật khoái. Sắp đến nơi rồi. Đồ nghề chỉ có rơm và thế này thôi. Từng mũi thôi. Đen đen nữa. Chắc lại cái quả cháy rơm thì nó khoái hơn. Nó làm thành được. Hả? Chủ tử này. Còn cái ta. Anh chỉ chơi mỗi cái mũ thôi. Cảm giác anh thế nào, có hồi hộp không? Đồ nghề anh rất chỉ đơn giản, có một cuộn rơm thôi các bạn ạ. Hương mồi ở này. Không có mồi nó bò. Rồi cái bình được không? Này, rồi giặt luôn. Đó, bắt đầu lên đường. Xa thôi, không dám lại gần. Đây là gần tới ổ vậy nhé. Sợ quá thì đang phải cái rơm đây. Nó khói lên đây. Các bạn thấy vàng khè này chưa? Cái này là vàng khè chứ đấy. Ôi chết mất rồi.
đánh bắt thành công thì mình không khoái thôi, không có đủ chuyên nghiệp. Chính ra là mật thì không khoái mấy, chỉ khoái con nhộng thôi nha. Nóng lắm. Giờ hôm nay là vẫn chưa nắng chứ, cũng đang rất nắng nóng. Anh đã trèo thành công được một tổ về rồi. Đấy, mặt rớt dính đầy người. Quấn luôn à? Quấn luôn. Quấn bỏ cái kia luôn. Quấn như một tảng như cái chăn á. Ô, chảy hết mật rồi, chảy hết mật rồi. Chảy hết mật rồi, cái lô chảy hết mật rồi. Như một cái tấm chăn gà chăn gà mịn. To chưa? Như cái tấm chăn gà mịn rồi. Mật nó nhiều thế nhỉ? Nhà Đình Quỳnh thợ săn nghiệp dư thôi, không có đi bắt mấy đồ đạc chất chi là ấy. Là mỗi khi rơm về là lên là bắt thôi. Là để sách cái đó. Thế cho cái tấm chăn cao của niệm cái này vào trong bẫy. Con bẫy chẳng lấy đi có gì đâu. Nó đốt đồng lo mà nó đốt từ nãy giờ. Ông bảy ông rất sợ, ông trốn từ nãy từ tiết cách xa cái cây số. Ui giời ơi, to quá các bạn ơi, to bằng cái tấm sàn tấm nệm kim đan, bằng cái mâm luôn. Còn đây rồi nè. Chưa. Nghe miếng này nào. Con đang nghe. Từ từ nào. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Ăn luôn. Quá tuyệt vời. Bình AC vào đây. Một thứ nông bảy. Là lốt. Cái là mật. Mật thế các bạn ơi. Mật ông dừng đấy. Ông khoái nhá. Ông khoái nữa. Bắt chờ chờ vuốt. Anh đi cho con đi ăn nước thì chấm mỏng một miếng cho khỏi chứ người chết đấy là thầy ơi. Thấy là đi. Còn non mà đi con. Lòng anh đi. Bằng ngầm bằng. Quý nhau ăn đi quý. Ăn đi ăn no ăn thoải mái đi. Hai, chưa. Úi giời ơi. 40 cân mật đấy. Mật ngon nhỉ. Đấy, mật ông dừng đấy. Ông khoái đấy. Chăng mình đi lỗ cả nên nó chảy không bị xịt sổ tiền. Để cơm ôm lên. Này, cho anh nong non trực tiếp nè. Tươi nữa là mọc nó. Đứng cho ăn cái thứ bao. Chào non các bạn nha. Chấm mật luôn à. Chấm non chấm mật. Này.
Ngọt quá vậy, ngọt vậy. Béo vị ngọt rất là ngon. Nhấc cao lên, nhấc cao lên nào, nhấc cao lên nào. Ui giời ơi, một mà thôi. Mệt này. Sướng chưa? Ai có nhu cầu ăn luôn. Không hết bây giờ, đã nặng xong rồi thôi. Thôi, có bắt xong thôi. Không bán nữa. Không bán nữa. Có cho thôi, không bán nữa. Miễn phí. Miễn phí, không bán, chỉ cho thôi. Cho làm thuốc. Đúng. Một triệu một chai cũng không bán. Chỉ cho thôi. Ông ấy thắng rồi. Cái gì chúng mua miếng nghe thế nào, chọn dùng mới ghét được lớn vậy. Làm miếng đầm đầm miếng, làm miếng tây. Cái nghĩa của này ngon. Cho sao bay đi, cho dạng nghĩa ra ngoài. Phật hoa. Sọc liên tây từ nhá. Này. Tám mua vỏ. Đồ tư bóng. À, có đồ nghề thật. Bé bé cái phân phân hoa là u sùi ôi mật ống khoái như vậy này đã đổi thế đi lõm một tủ ăn ngon lắm, đặt lõm một tủ miệng bây giờ ăn ngon ghê luôn, cũng không ngấm nào tốt đây giờ. Ép phù cứ nụ tá thôi mà bắt đầu xả bắt đầu tư lòng rồi cách một lờ nữa với ngấm nào chứ ngấm bóng nón được vui quá có nước báo chủ ăn thì đi lấy gì đây cái cục phấn hoa của nó các bạn nhá, chưa làm xong này ăn được một cây không? Đang thử ai nhỉ? Cái này nó ui giỏ à ăn cái đây là con hoa đây chả nghe á. Bây giờ nấu con non ăn nhé các bạn ơi. Nó phải khủi trôi lên chứ, phải trôi lên được đấy. Cứ rưới nó là tan, cứ được tan cho nó cho. Nấu nha. Nó đã lốt nhé các bạn ơi. Chưa ăn đã ngon rồi, chưa phải nói. Con non của ông khoái. Cái cọ cái loại vừa kia đi là bằng trọng dùng trọng nhận. Nấu cho các bạn nha. Đang lọc luôn này, lọc mật nha. Hôm nay chưa được quý. Chưa một lưng, mới được một lưng thôi. Là lốt. Đào. Đảm bảo lắm. Nhìn béo lắm bạn ơi. Béo ngậy luôn rồi. Ai chả ăn khàn cố nữa ơi. Ra tô rồi các bạn nha. Cho tô đầy đấy chưa. Ngon quá. Mời các bạn cùng thưởng thức món nhộng ong với mình nhé các bạn ơi. Ngon quá các bạn.
tầm đầm thôi nha. Cặp phải thấy cặp cho một phải. Thì nó sợ cho lại cặp thì nó đang nói ăn. Chả nên ăn. Cái cây gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nhé. Chúc các bạn ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.